Xin kính chào quý vị và các bạn, là quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc nha các bạn, 0938 926 425. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng, cũng như hỗ trợ về ngân hàng nếu như các bạn nào đang có ý định mua xe qua sử dụng mà góp ngân hàng nha. Thì quay trở lại với ngày hôm nay, mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe thuộc cái dòng xe mà bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Đó, chi phí bảo dưỡng hàng tháng rất là thấp luôn, 8 chỗ rộng rãi, đó chính là Toyota Innova. Và trước mặt các bạn đây chính là Toyota Innova số tự động đời 2019. Xe này đi được có 15.000 km thôi nha các bạn, hiện tại còn đang bảo hành toàn quốc luôn. Và mang biển số thành phố luôn nha các bạn. Màu ngoại thất của xe này là màu đồng bên kia và màu nội thất là màu đen. Thì hiện tại thì cái xe này mới vừa được rửa và đánh bass xong. Thì bước tiếp theo của cái xe này chính là vệ sinh nội thất, vệ sinh khung gầm và vệ sinh khoang động cơ. Thì và sau đó là sẽ chào bán nha các bạn. Còn về kiểm tra chất lượng 176 hạng mục của Toyota thì cái xe này đã kiểm tra rồi và đã cam kết, đã có giấy chứng nhận chất lượng và đã cam kết không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ. Mọi tính năng trên xe, những cái tính năng điện tử cũng như là hệ thống trên xe á thì hoạt động rất là tốt, không có phát sinh gì nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cái hiện trạng về cái ngoại thất, cái nội thất và mình công bố về cái giá bán luôn, để cho các bạn nào, đặc biệt là các bạn chúng ta ở tỉnh á, ở tỉnh xa không có nhiều thời gian để mà lên coi xe, thì thông qua cái clip này các bạn thấy thực tế cái xe và chúng ta có thể đưa ra cái quyết định nhanh nhất để mà tránh mất cơ hội cũng như là tiết kiệm thời gian và công sức tìm xe nha các bạn. Vâng, xin mời các bạn. Về phía trước này là về cụm đèn trước nha các bạn. Đây một cái cụm đèn zin theo xe. Đèn zin theo xe còn rất là mới luôn, 2019 nha các bạn. Đó. Dưới cản nè, hôm trước về các bạn thì cái cản này nó có một số cái vết trầy chỗ này, thì bên công ty mình đã sơn lại rồi. Đó, rồi vệ sinh lại rồi. Đã dọn lại như mới rồi. Về xe các bạn thì nói chung xe cộ mà chúng ta di chuyển thì không thể nào tránh khỏi cái việc mà nó va quẹt chảy xước hết trơn á. Đó, những cái vết va quẹt là rất bình thường nha các bạn. Còn tuy nhiên về đâm đụng tai nạn thì không có, và những cái trường hợp mà đâm đụng tai nạn bên công ty mình cũng không có thu nha các bạn. Cản bên tài nè, cản bên tài thì sở hữu có nước sơn zin, chưa có tầng giảm tốt. Đó, nước sơn zin rồi, tình trạng mâm lốp luôn. Đây cái mâm còn rất là mới nha các bạn. Đó, phần trước phần đĩa nè, lớp thì mới đi được có 16.000 km thôi, cho nên thì cái lớp này chúng ta đi khoảng độ 50.000 nữa thì mình mới có thay. Tình trạng lớp cũng rất mới, lớp zin theo xe. Phục bên trong này nha các bạn, đây gầm bệ còn rất là mới nè. Đó, rồi gương chiếu hậu nè, nó có bị một vết trầy nhẹ nè các bạn, có thể chắc vẹt với xe máy hoặc là vẹt vách tường gì đó, nó trầy nè. Thì cái chỗ này bên công ty mình không có dọn, tại vì nó không cần thiết nha các bạn. Đó, nó trầy nhẹ không cần thiết, công ty mình không có dọn lại. Tại vì đối với việc dọn xe các bạn thì những cái nào mà cần thiết thì công ty mình mới làm, chứ không phải cái nào cũng làm nha các bạn. Đó, nói chung là những cái nào mà cần thiết để mà tốt chiếc xe thì bên công ty mình mới làm, còn những cái nhỏ 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 là công ty mình không làm, để mà tại vì những cái dọn xe nó đều ảnh hưởng đến cái giá xe bán ra nha các bạn. Mà cái giá xe qua sử dụng thì công ty mình làm sao để mà với một cái giá thích hợp nhất để cho các bạn nào chúng ta không có đủ cái điều kiện để mà mua xe mới thì có thể lựa chọn cái xe cũ nha các bạn. Đây về phía sau xe nè, đó phía sau xe thì tình trạng không có trầy xước gì hết nha các bạn, rất là mới, có camera lùi nè, em mở cho các bạn xem bên trong nè. Đó, các bạn để hai cái ti á còn rất là cứng luôn. Đó. Đó, lên rất là nhẹ nhàng nè các bạn. Đó. Rồi, cốp sau không có dấu mở ra nè, dấu ốc còn nguyên nè các bạn, zin từ nhà máy nè. Đó, sùng chỉ còn nguyên luôn. Thì đối với cái mẫu Innova này á, là 8 chỗ, thì với trường hợp các bạn chúng ta không có dùng cái hàng ghế thứ ba, chúng ta thể gập lên như vậy nha các bạn. Đó, để được một cái khoang hành lý rất là rộng luôn. Đây, ta có thể để một chiếc xe đạp cũng được luôn. Đó, xe đạp hoặc bàn ghế cà phê thì chúng ta đi du lịch á, rất là hay nha các bạn. Đây, ta bóc lên như thế này.
Rồi túi luôn rồi, con đội đây. Đây, chưa dùng luôn nha các bạn, còn rất là mới nè. Nói chung về những cái bộ đồ nghề theo xe chỉ để cho đủ bộ thôi, chứ chắc là đối với những cái mẫu xe của Toyota nói chung và đối với chiếc Innova này nói riêng thì nó thuộc dạng là không có hư vặt rồi, siêu bền, không hư vặt. Cho nên là nhiều khi các bạn chúng ta ở tỉnh á, tại sao chúng ta lại chọn Toyota? Tại vì được một cái là ở dưới quê các bạn á, chúng ta không có nhiều cái đại lý cũng như là gara, thì chúng ta phải lựa chọn cái mẫu xe nào nó không có bị hư vặt, ít nằm đường và cái độ bền nó cao để chúng ta yên tâm di chuyển. Rồi cái lớp sơ cua nha các bạn, đây mình quay các bạn chưa hạ luôn đây đó, còn đó mới các bạn, còn màu luôn đấy. Rồi gầm bệ đây các bạn, đó dấu màu của nhà máy còn nguyên luôn đó. Chung về mẫu xe thì hoàn toàn giống như xe mới rồi, 2019 mà còn bảo hành. Nước sơn cửa là nước sơn zin luôn nè, cửa đây chưa có bị qua quẹt gì hết nha các bạn. Rồi để mình vô nội thất, mình quay cái nội thất cho các bạn xem. Đây một cái nội thất với bộ ghế da màu đen, nhìn cái xe rất là sang, các bạn nhìn nó rất là bóng bẩy luôn đó. Rồi chúng ta leo lên xe xem km thực tế. Đây các bạn 15.684 km chạy rất là ít, 2 năm chạy 15.000 thì chứng tỏ mỗi năm đi được khoảng độ 8.000, chưa tới 8.000 km nha các bạn, rất là ít dùng. Đầu DVD tích hợp camera gear thì chúng ta có thể đưa vào số gear thì nó hiện quay ra camera phía sau này đó. Nãy sao các bạn xem đây số gear nè, số rà nè đó. Là hiện cái camera cho các bạn thấy là có vạch luôn cho các bạn đó. Thì đối với cái mặt màu xanh này các bạn bắt này, thì đối với cái vạch màu xanh á thì khoảng cách đây tới đây là 1,5 m nha các bạn đó. Thì màu vàng là 1 m, còn màu đỏ là 0.5 m đó. Chung là vừa đủ dùng thôi. Điều hòa tự động nè, auto nè, rồi chế độ lái eco power nè, rồi tính năng chống trượt cân bằng điện tử có đầy đủ hết, giống như những cái chiếc xe Innova mới bây giờ. Số tự động zigzag nè, học lạnh nè, để đâu nè. Tại vì chưa có vệ sinh nội thất các bạn, các bạn để thấy là có những cái vết dơ ghế nè, đó chưa vệ sinh nha, mới chỉ làm bên ngoài thôi, còn bên trong nữa. Đèn đóm tính năng trên xe nè. Vô lăng rất là mới nè các bạn. Phía sau nè. Nói chung Innova thì rất rộng rãi thôi. Chưa có một mẫu xe nào cùng phân khúc mà qua được cái độ rộng rãi của Innova nha các bạn. Đây, rất là mới nha các bạn. Dùng ít quá. Thì nói chung một mẫu xe gia đình các bạn thường một năm người ta đi khoảng dưới 10.000, 10.000, 15.000 gì đó thôi. Nói chung là gia đình mà, thì không phải là chạy kinh doanh dịch vụ cho nên số km cũng không quá cao. Thì đối với cái mẫu xe, mình nhắc lại thông tin về cái xe này nha các bạn. Đây là Innova số tự động 2.0G đời 2019. Xe mang biển số thành phố, đi được 15.000 km. Màu ngoại thất của xe là màu đỏ bên kia, và hiện tại thì công ty đang chào bán cái xe này với mức giá là 790 triệu, 790 triệu cho một mẫu xe Innova số tự động 8 chỗ để cho các bạn chúng ta đi gia đình, hoặc là các bạn nào đang có ý định là vừa đi gia đình kết hợp với việc chúng ta chạy kinh doanh dịch vụ đều rất ok. Mẫu xe Innova này đáp ứng được hết nha các bạn đó. Thì nếu như các bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh, cũng như các bạn nào đang muốn vay ngân hàng để mua xe này á thì hãy gọi cho mình tư vấn các bạn trước, rồi sau đó các bạn hãy lên coi xe nha. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc xe lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.